gặp ông xã em là ở trong bệnh viện. Rồi em ẵm bé đi khám bệnh. À, ẵm bé là? Bé đó là con của em. Tức là em đã có. Dạ, em đã có gia đình rồi. Vậy đó giờ có lén đọc tin nhắn không? Chàng ơi, em kể anh nghe, có gì nè. Là lúc mà chưa cưới luôn á, có lần đi ăn với nhau. Xong cái thấy tiếng tin nhắn tới. Thì anh mở máy lên coi, em thấy cái mặt gian. Mặt gian hẳn luôn, giật máy. Báo là ảnh nhanh tay lắm. Một tin nhắn vừa xóa. Đó, xong rồi hỏi tại sao ai nhắn tin mà xóa. Bây giờ mới nói thiệt là cái cô 10 năm đó. Rồi hỏi nhắn nó chuyện gì nữa không? Nội dung tin nhắn không có gì hết á. Không có gì xóa. Tới giờ là em thấy là cũng còn gì, có gì đó. Em biết nội dung tin nhắn. Dạ đúng rồi. Dạ tức lắm. Không bao giờ nói cho em nghe. Dạ. Tại vì hồi đó nó là chăm nhóc đầu là mình thấy cực quá. Nó cứ bệnh hoài nó cái này nọ. Em thấy là mỗi lần ảnh đi bác sĩ vừa tốn kém vừa mất thời gian vừa tốn công, nên quyết định là thôi bê ông bác sĩ về để xài cho tiện. Trời tính ghê không? Tính ghê không? Phạm Minh Tuấn, năm nay em 39 tuổi. Nghề nghiệp của em là bác sĩ chuyên khoa nhi. Còn bạn? Em tên là Bích Ngọc, em 30 tuổi rưỡi, hơi quá hơn chút. Em đang làm công việc sáng tác. Và Ngọc gặp nhau khi nào? Em gặp ông xã em là ở trong bệnh viện. Rồi em ẵm bé đi khám bệnh. Ẵm bé là? Bé đó là con của em. Tức là em đã có. Dạ, em đã có gia đình rồi. Dạ. Cái lần đó là ẵm vô khám thì em mới hỏi thăm cái cô điều dưỡng, bác nào đông bệnh. Thì cô nói bác tính đông bệnh. Rồi cái em cũng chọc hỏi em ơi vậy ở đây có bác nào mà đẹp trai chưa vợ không? Thì cô nói là đó bác tính đó chị. Nói, ủa vậy hả? Thế chị có dịp nào cho chị coi mặt. Cái nói bác đang ngồi ở phòng số 4 á, vậy lại chị coi. Thì mình hí hửng lắm, mở cửa ló cái đầu vô. Em thấy thì cũng hiền lành, mặt mày cũng sáng sủa nhưng mà đẹp lộng lẫy như mình tưởng tượng thì không hề. Cũng khá khá. Cái cậu bác Tuấn lần đầu tiên khi mà gặp vợ thì dạ. Là lúc đó bác Tuấn có ấn tượng gì vậy cô? Không có ấn tượng gì hết, tại vì bình thường cũng giống như bao nhiêu phụ huynh đi khám bệnh. Nhưng mà đến lúc nào cơ duyên nào, cơ duyên nào để mà hai người quen nhau? Dạ tại vì vậy có một cái ngày em với anh cảm thấy rất là stress, rất là cô đơn. Cái nhu cầu bà Tám nổi lên. Muốn kiếm ai để nói chuyện, nếu mà kiếm người quen thì nói thấy cũng ngại. Mình kiếm người nào lạ, moi trong danh bạ có mình ông này lạ. Thế là em nhắn một cái tin làm quen. Không hồi âm. Tới sáng hôm sau nghĩ lại thấy tức, gọi thử rồi chảnh tới cỡ nào. Tại vì em thấy số điện thoại lạ cho nên thôi có gì nếu mà cần gì chắc gọi lại cho em. Khoảng 2 tuần sau đó thì tụi em hẹn gặp lần đầu tiên. Khi mà em bắt đầu nói chuyện với lại vợ em á, thì lúc em có cái lấn cấn gì không? Tại vì cổ đem em bé đến cho mình khám rồi bây giờ lại nấu cháo điện thoại. Vậy nên em không suy nghĩ gì hết, tại vì cũng mình giống như là nhu cầu bạn bè bình thường vậy, mình nói chuyện, mình tâm sự vậy thôi. Vậy á, dạ. Rồi đến khi mà gặp rồi á thì em có cảm thấy đây là cái người phụ nữ của mình không? Có nghĩa là cái tình cảm nó có khác một cái người phụ huynh mà đem con đến khám bình thường không? Không có chị, em cứ gặp cũng giống như bạn thôi. Cái lúc đó thì là chuyện gia đình của bạn. Dạ, đã giải quyết trước đó rồi, nghĩa là tụi em tan vỡ rồi. Dạ. Rồi. Cái nhà em nuôi con đó đúng không? Dạ đúng rồi. Và Tuấn có biết không? Có nói kể với ảnh nhiều. Lúc mà Tuấn nghe về cái hoàn cảnh như vậy, đứa con thì nhỏ rồi là bệnh rồi gặp mình như vậy á, thì có phải vì cái điều đó mà em có cảm tình? Nói chung là em đồng cảm với hoàn cảnh của vợ em. Chứ giống như là một đôi bạn vậy. Sau lâu một thời gian khoảng dài tại 5-7 tháng sau gì đó, thì khi đó mà em mới biết là vợ em có tình cảm, là lúc em mới suy nghĩ tới. Vậy thì bác Tuấn yêu vợ của bác là vì cái điểm gì? Em thích chỗ là nói chuyện ngọt ngào, biết văn, rồi biết sáng tác nhạc, trong khi em mấy cái đó em không biết gì. Nghề của em là nó khô khan, dạ nó là một cái phần bổ khuyết cho em. Hai người á yêu nhau là bao lâu thì mới làm đám cưới? Khoảng 2 năm. Hồi nãy em nói em là viết văn, vậy hồi đó giờ có bao giờ mà viết một bài thơ gì đó tặng cho bác Tuấn không? Em có viết một truyện ngắn tặng cho ảnh và gần đây thì em có viết cho ảnh một bài nhạc. Em có thể giới thiệu về bài hát đó tựa đề như thế nào không? Bài này là cho tựa là Nắng Tiếng Dịu Êm. Cái bài này em viết khi mà em hồi tưởng lại cái tình yêu giữa vợ chồng em. Em muốn tặng cho chồng em cũng như là tất cả các đôi lứa đang yêu nhau. Dạ. Rồi vậy thì xin bộ phận âm thanh có thể phát cái bài này ra, coi như là một món quà tặng cho bác Tuấn và cho chương trình, cho tất cả quý vị khán giả. Lắng tiếng yêu thương về dịu êm, đã qua trên hai đôi cánh mỏi mệt, lặng nghe ngày gió về vực sâu, ngủ yên trên
trên môi mềm nhẹ bay theo tiếng kinh đêm. Bạc Tiên em... sao? Anh cho biết cái cảm nhận của em sau khi nghe bài hát. Em có hình dung là giống như là ở ngoài đời này có nhiều nhiều cái tấp nập bên ngoài, nhưng mà hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho tình yêu hai đứa. Thực ra mà nói á, cái giai điệu á, thì là mình không bàn cãi rồi. Nó rất là du dương, rất là dễ thương, nó ấm áp lắm. Mà cái thông điệp mà em muốn nhắn nhủ với chồng á, ngoài những cái mà em chia sẻ vừa rồi, em còn muốn nói thêm một cái gì nữa? Đôi khi trong cuộc sống vợ chồng mình sẽ có những cái mình làm buồn lòng nhau. Em mong là chồng em có thể cho tình yêu á, nó lắng động lại trong tim của mình qua những cái cuộc sống gió đó. Cuộc sống của hai bạn hiện giờ nó còn có một cái chút gì đó gọi là nó chưa được hoàn hảo, 100% như ý mình muốn, cho nên rằng là bạn muốn gửi đến ông xã một cái thông điệp đó. Tại vì không có cái cuộc sống gia đình nào mà mình gọi là hoàn hảo hết. Thế thì hai người sau khi lấy nhau thì có phát hiện là người bạn đời của mình có một sự thay đổi gì đó mà mình bật lửa không? Sau khi lấy nhau về tới giờ thì hầu như cuộc sống của em nó cũng bình ổn, trừ một số đối tượng hay tấn công. Vậy bà xã ghen dữ không? Cái này khó cho bạn thôi. Không, cứ nói thẳng đi. Lúc là bạn vậy đó thì em kể chuyện ngày xưa, chuyện người yêu, em có người yêu sâu đậm vậy đó, 10 năm vậy đó. Thì tới chừng cưới nhau về mình mới biết là ghen. Em nghe một bài nhạc mà có giống vậy, chẳng hạn như 10 năm tình cũ chẳng hạn vậy là không được ạ. À. Anh nhớ này. Rồi có nào ghen dị hợm hơn nữa không? Ghen thì cũng ghê lắm. Ban ngày thì đôi khi cũng nói sơ sơ thôi, mà tối về á, nửa đêm mà em đang ngủ cứ dựng em dậy mà nói nghe dữ lắm không? Dạ. Bắt đầu luôn. Công tư mà. Vậy đó giờ có lén đọc tin nhắn không? Chàng ơi, em kể anh nghe có vậy nè. Là lúc mà chưa cưới luôn á, có một lần đi ăn với nhau, xong cái thấy tiếng tin nhắn tới. Thế anh mở máy lên coi, em thấy cái mặt gian hẳn luôn. Giật máy. Cái báo mà ảnh nhanh tay lắm. Một tin nhắn vừa xóa. Đó, xong lại hỏi tại sao ai nhắn tin mà xóa. Mấy là mới nói thiệt là cái cô 10 năm đó. Rồi hỏi nhắn cái chuyện gì nữa không, nội dung tin nhắn không có gì hết á. Không có gì sao xóa. Tới giờ là em thấy là cũng còn có gì đó. Mà em không biết cái nội dung tin nhắn. Dạ đúng rồi, dạ tức lắm. Không bao giờ biết. Nói cho em nghe. Dạ, không, ảnh có nói, anh nói là nhờ đi mua sách vở gì đó. Rồi ảnh từ chối, rồi cổ xin lỗi đã làm phiền gì đó. Vậy thì vậy thôi. Đúng không? Dạ đúng anh. Nhưng tại vậy tại sao quá cho nên em sợ thường gì sao xóa? Tức là chỉ cần gặp cái tên đó thôi là ghen rồi. Đi ra đường mà đi vô được cái tiệm tên đó là không vô. Ghen văn học đó. Ghen suy diễn. Hai chồng là đã có với nhau mấy đứa rồi? Dạ tụi em có thêm hai bé nữa. Hai bé nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ gia đình mình đã là có ba cháu hả? Dạ, ba ngọn nến lung linh rồi nè. Em thương đứa nào nhất? Em thương cả ba đứa như vậy như nhau. Ồ vậy sướng quá. Coi như ảnh là bác sĩ Nhi á, thì là cái chuyện chăm sóc con cái á, chắc em không phải bận tâm à? Dạ, thì đúng rồi đó chị. Tại vì hồi đó là chăm nhóc đầu là mình thấy cực quá. Nó cứ bệnh hoài nó cái này nọ. Em thấy là mỗi lần ảnh đi bác sĩ vừa tốn kém, vừa mất thời gian, vừa tốn công. Nó quyết định là thôi bê ông bác sĩ về để xài cho tiện. Trời tính ghê không? Vậy thì ông bác sĩ của em tới giờ này còn cái điểm nào mà em muốn thay đổi? Thật ra ảnh rất là yêu thương cái đứa con riêng của em. Chắc cái đó là cái điều mà em cảm kích ảnh vô cùng. Và em không thấy cái sự khác biệt nào giữa con em với lại hai đứa sau cả. Như gia đình em là một cái gia đình... một khối vững bền đó mà. Dạ. Chia cắt được. Dạ thì cái điều đó là em đã thấy cảm động lắm rồi. Bữa nay em cũng rất là cảm ơn vì đã tạo điều kiện để cho em tặng cái món quà bất ngờ này. Sướng lắm không? Rồi, chút nữa chút nữa là sướng nữa. Lo cho vợ quá. Nâng niu quá hả? À, trước tiên xin mời hai em giới thiệu về mình. Em tên Nguyễn Minh Thùy, làm nhân viên kinh doanh ở Tiền Giang. Hai chồng Tiền Giang lên đây hả? Dạ. Ủa nhưng mà các em là có phải là khán giả thường xuyên của chương trình Vợ Chồng Son không? Dạ có. Nhưng mà thường anh nhớ là ở dưới quê á là ngủ rất sớm đúng không? Mà chương trình thì là phát 10 giờ mấy thì là hai vợ chồng vẫn còn thức để xem. Anh thức khuya lắm anh. Thức khuya? Dạ. Dạ anh tới 11 giờ mới ngủ. À có nghĩa là coi xong chương trình là ngủ phải. Dạ. À. Trước tiên thì anh xin đại diện cho ekip thực hiện chương trình Vợ Chồng Son rất là cảm ơn hai vợ chồng đã dành thời gian để đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Rồi mời em giới thiệu cho mình. Em là Nguyễn Thị Phượng Vân, là nhân viên văn phòng ở Tiền Giang. Hai em là gặp nhau và quen nhau trong một trường hợp nào? Dạ cách đây 7 năm. Là cái chương kiến tụi em ở cái túc xá, anh này cũng ở cái túc xá.
Thì trước cái ký túc xá mà tổ chức một cái chương trình là duyên dáng ký túc xá là dành cho những người đẹp trong sinh viên á. Em thì làm thủ quỹ của chương trình, anh này thì được mời làm cố vấn. Thì cái em về nhà thì có con bạn cũng làm chung với em, nó về nó quảng cáo. Có cái anh Thùy đó, anh nói chuyện hay lắm, anh đẹp phong độ, đẹp trai lắm. Em thì em chưa có lên, tại ngày đó em bận việc. Em lên em nghe nói vậy, thôi để mình vô mình cho thử cái anh này là cái gì mà sao quảng cáo dữ vậy. Cái ngày thì họp gặp lại thì cũng đẹp trai, cũng phong độ, nói chuyện cũng nghe hay hay. Rồi cũng thích. Ai cua ai? Em cua anh trước. Tại biết đâu, biết đâu, tới chừng mà lên đó mình cũng đang hướng dẫn mấy bạn này nọ các cái, tự nhiên thấy có con cô nhìn mình cười cười cũng dễ thương, mà cũng tròn tròn như cái hộp mít vậy đó là mình thương. Nghe ổng tả giống hộp mít có buồn không? Dạ không, tại hồi xưa em chọn hơn bây giờ nhiều. Tức là Thùy khẳng định là nhờ giống hộp mít thì mới thương. Mỗi người mỗi gu em ơi. Bao lâu thì mới em mới tấn công anh Thùy? Tấn công liền. Tấn công liền. Tấn công liền. Tấn công sao thì có nhớ không? Khi mà tấn công liền rồi nhìn nhau rồi bắt đầu mới để ý nhau rồi mới tiếp xúc nói chuyện, rồi đi uống cà phê để bạn thì công việc của trong trường. Bên cạnh đó thì hai đứa quen nhau luôn. Rồi đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Một tháng. Một tháng? Dạ. Một tháng sao quen là hôn liền chưa? Cho hôn. Cho hôn hả? Nhưng mà cuối cùng có cho không? Thì giờ thích rồi thì nắm tay được rồi thì hôn. Em chủ động trước hay vợ chủ động trước? Lúc mà quen nhau thì vợ em chủ động, nhưng mà tới lúc hôn vợ thì là em chủ động. Em chủ động. Dĩ nhiên lẽ là để chủ động hoài đúng không? Mình đàn ông mà phải không? Rồi nè Lúc, hai bạn quen nhau á có khó khăn có gặp gỡ gì? Khó khăn trùng trùng luôn. Khó khăn trùng trùng luôn. Dạ. Biết trước là hai đứa không thuận nhau, em là tôi con mèo, ảnh là tôi con chuột. Ra trường chắc cưới nhau không được đâu. Tuổi này ba má không cho cưới, thôi quen nhau đi ra trường rồi tính tiếp, không mấy thì chia tay. Mèo chuột đó phải không? Dạ. Ngọ mèo dậu. Dạ. Rồi cuối cùng gia đình có cấm cản. Dạ, là... hai bên cấm cản hết. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng thì em mới nói với mẹ câu giờ mẹ không cho con cưới là con đi theo à. Chứ giờ con thương rồi mẹ nằm mỏi mối nhiều người quá em không chịu. Dân thì nói với ba mẹ là nếu mà ba mẹ không chịu con đi theo không, còn em nói với ba mẹ em sao? Cưới vợ thì con cưới Vân, còn không cưới thì con không cưới ai hết. Rồi Vân ơi, sau khi mà mẹ em nghe em nói cái điều đó thì bên gia đình em như thế nào? Mẹ nói nếu mà giờ ta mày nói vậy hả, thôi giờ nếu mà ta có quan hệ ta cho cưới, chứ giờ mà theo không người ta làm sao? Mẹ em cho cưới. Thực sự lúc đó thì hai gia đình lúc trước là không biết nhau, nhưng mà khi gặp nhau thì cảm giác cũng hợp xuôi. Rồi cũng tiến tới hôn nhân cũng suôn sẻ. Thế giờ chàng rể này là có lấy lòng được ở bên gia đình vợ không? Má vợ thương con rể hơn thương con gái nữa. Vậy hả? Dạ thương lắm. Lấy nhau về á rồi có bị bể mộng cái gì không? Có chị, gia trưởng. Gia trưởng? Gia trưởng sao? Em mặc đồ áo là em phải thay 2-3 lần em mới vừa ý ảnh. Em mới được cái áo này xấu em thay áo khác cho anh. Em thay cái áo được rồi, cái quần này xấu em thay quần khác cho anh. Thay xong rồi cái giày này không đẹp em thấy đồ giày khác cho anh. Em quay vài vòng em mới được đi ra khỏi nhà. Vậy hả? Nhiều lần lắm. Bữa nay là cái đầm cô dâu này hay mấy lần? Chương trình cho em không có thay. Dạ vâng, mình nói là phụ nữ không có phụ nữ xấu, chỉ phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Nên vợ mình thì mình biết mình làm cho vợ mình đẹp hơn để mình ra đường mình thấy mình tự tin. Đó là ý em là vậy, cho em bắt vợ em phải theo ý em đúng không? Dạ, nhưng mà có cái vợ em có mắt thẩm mỹ rất là hay, nên em cũng phải dè chừng coi cho vợ em. Tại vì vợ em thích mặc áo thun ngắn, áo quần sọt ngắn, rồi đi dép lào đi ra ngoài. Nhưng mà lúc đó giống như cái hộp mít đi ra ngoài vậy đó, nên là thấy cũng ngại ngại. Nên giờ em phải sửa soạn kể cả áo là mặc áo nào, coi nó được, nó không, nó che những cái khuyết điểm của vợ, để nó tôn những cái vẻ đẹp của người phụ nữ lên. Thì lúc đó em mới cho ra ngoài. Có nghĩa là em mà bắt vợ kiểu vậy, có nghĩa là em rất mê cái đẹp đúng không? Dạ. Vậy em có thích gái đẹp không? Dạ thích chứ. Có thích ngắm nhìn gái đẹp không? Dạ thích. Gái sexy. Gái sexy nếu đẹp vậy nhìn. Em thì nhìn không phải đẹp. Rồi về á, em có bao giờ em bắt vợ em mặc đồ sexy không? Hay là không cho vợ mình mặc đồ sexy? Có hai dạng nha. Em thuộc cả hai rồi. Cả hai rồi á. Thì mới đầu em là gia trưởng khó tính, không cho vợ mặc đồ sexy khi ra ngoài đường. Nhưng mà sau một thời gian á là em về em sống với vợ á, thì hầu như mình cái tình yêu nó cũng cảm hóa em đi. Em cũng không có còn kỹ tính nữa. Rồi lúc đó vợ thích cái gì á thì mình cho mặc cái đó. Nhưng mà cũng phải theo cái nó làm cho vợ đẹp hơn. Rồi gia trưởng gì ở nhà là có phải ảnh là người quản lý tiền bạc không? Dạ, quản lý tiền bạc. Không có, mình chỉ là quản lý chi tiêu thôi, còn tiền bạc vợ vẫn giữ. Ôi, vậy là em giữ vậy rồi. Em đâu được xài đâu. Dạ, sao vậy? Em nắm chìa khóa két mà. Đây là ngân hàng và thủ quỹ. Anh chi không mà em giữ. Nhưng mà em là cái người cầm tiền thì em muốn mua, muốn ăn, muốn mặc, muốn xài, muốn làm dạ gì? Dạ không đâu, thử mua gì không giữ ảnh cầm gàm cả ngày chưa hết đó chị. Trời ơi. Em nở em thích áo đó quá. Em mua gì không giữ ảnh. Em có biết áo này nó không có đẹp, em mua như vậy, mua mà không mặc được. Em biết không, để có một cái khác đẹp hơn. Nó cả ngày vậy đó. Nói riết rồi em nói thôi em cho anh cái áo luôn, em không bận. Cái thùng người phụ nữ khác đó, họ có dáng chuẩn á thì họ mặc nó ôm nó đẹp.
Còn vợ mình khi mà nó ôm thì được bao nhiêu ngắn là nó đưa ra hết, nên là không có đẹp đẹp, nên mình mới không thích cái áo đó. Cái đó là mặt không đúng, là cũng hay bị càm ràm. Thường người càm ràm là hay nóng tính. Dạ nóng tính. Chồng em có nóng không? Có hay la em không? La hoài, la ngoài đường luôn chị. Đâu la sao đâu? La ngoài đường chứ không la trong nhà. Có lần nào la mà em khóc không? Có chứ. Đợt đó đi đổi vàng sắm cho cọng dây cho em đeo, đi bông cho em đi làm. Ra tới tiệm vàng lựa được cọng dây chuyền màu trắng, xong cái em thích cái bông màu vàng đó quá, em mua. Ông lại ông thấy ông la ông sầm. Em có biết là cái bông này á là không có hợp với cái cọng dây chuyền không? Giờ mua vậy rồi làm sao mà đeo? Đeo ai mà coi? Mà em thấy nó bình thường, nó có vấn đề gì đâu. Ông la ông nguyên cái tiệm vàng cũng dòm em trơn. Em mua bỏ quá, em bỏ em đi về luôn. Rồi có quay trở lại mua cho vợ không? Mua luôn rồi. Vậy giờ em dở mộng về bà xã em. Lúc quen nhau thì vợ cũng nấu ăn, rồi lúc đó mình la thì dạ, Nguyên ngoan hiền. Tới chừng mà cưới nhau rồi ấy, thì về không biết nấu món gì khác hết trơn, cô có mấy món thời sinh viên à. Em nói thiệt đi, lúc em nấu là em mua đồ. Em nấu. Nấu cái sao vợ xuống cấp vậy em? Từng ăn có 3 ngày còn nấu được, giờ từng ăn tới 7 ngày biết nấu gì giờ. Ủa chị hỏi nè, cho tới bây giờ là chồng vẫn quyết định tất cả mọi việc của em ở nhà hả? Giờ thì em được định một nửa. Không, chị đang hỏi là cái của em, rồi cái cá nhân em, ví dụ như quần áo vậy em được tự do. Dạ được. Quyết định chưa? Được. Đồ đạc của em được tự do, dạ mua được chưa? Dạ được rồi. Tại vì đó là cái năm đầu tiên cưới nhau. Cái mỗi lần mà anh lựa cho một đồ nào đó em ra đường, các bạn khen sáng nay mặc đồ này đẹp nè. Thì mới nhớ này chồng lựa. Vậy coi lại cũng thấy chồng chồng lựa đồ cũng mình mặc cũng thấy đẹp hơn hồi đó. Có nghĩa là em đã từ từ em học theo cái cách lựa đồ của chồng rồi gì đúng dạ, không? Dạ từ từ em học quen rồi. Dạ quen. Rồi bây giờ anh hỏi nè, em mong muốn ở chồng em thay đổi điều gì nhé? Đừng có gia trưởng nữa, với lại hồi mới cưới về cái gì mà đi làm về bao nhiêu bực tức xả vào người em hết. Về nhà có hai chồng mà không nói chuyện nghe trơn, dòm căm đăm vậy nè. Em thấy sợ quá em cũng không nói gì luôn. Em để cho nó đã đi, cái xong cái hết xả hết rồi. Cười vợ này nó cười em vàng vậy vợ. Y như hai người khác nhau vậy đó. Xong em mới bực lại em nói lại. Mắc mớ gì vậy? Tự nhiên tôi về tôi có làm gì anh đâu, ông đâu mà xong mà ông là ai? Ông làm người ta là ông bực ông gì ông nói tôi tùm lum á. Nghe nói hai nãy về có bực dọc thì chia sẻ với vợ, thấy không? Hả? À, rồi. Em muốn mong muốn vợ thay đổi gì? Vợ thay đổi là cái cách chi tiêu trong gia đình. Tại vì cái người phụ nữ trong gia đình là cái người giữ tiền, nên là khi mà chi tiêu cái gì đó mà vợ không hiểu mình đang làm gì thì cái tài chính gia đình nó sẽ bị ảnh hưởng. Rồi còn em muốn chồng thay đổi gì nữa thêm không? Gì nữa? Đừng khó tính gì. Nhưng mà bây giờ thấy là thấy chồng cũng có vẻ chiều. Nghe là giờ là chiều là cũng mấy năm mới chiều chứ năm trước đâu gì đâu có chiều. Thì có nghĩa là ở đây là cái đồ thị mà tình yêu của tụi em, cái tình vợ chồng của tụi em là đi lên. Dạ. Đó, cho nên rằng chị cũng mong rằng là những cái mà tụi em mong muốn thay đổi về nhau á, thì mỗi đứa gọi là dẹp bớt cái tôi của mình lại để mà cho cái gia đình của em càng ngày càng hạnh phúc. Cứ thấy là cái mới đầu là căng thẳng nhưng bây giờ là khỏe rồi. Bây giờ là bạn này còn 50 thôi, đúng không? Rồi bạn này cũng nghe lời chồng những cái chuyện mà chồng yêu cầu rồi. Thì sau này cố làm sao mà hai người hợp nhất vô làm một. Chúc cho hai em mãi mãi giữ cái lửa hạnh phúc như thế này. Và cuối năm sẽ có tin vui ha. Dạ. Chú Thiên Hà. Chào ha, mặt vui ghê. Dạ, cùng quê Tây Nguyên nghe chắc giống nhau anh. À, cùng quê Tây Nguyên cho nên chắc là giống nhau. Trời ơi, mà chồng em là ở đâu? Dạ, em ở Lâm Đồng, còn chồng em ở Đắk Lắk. Rồi, xin mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Định, em 25 tuổi, em hiện là nhân viên kinh doanh. Thế còn em? Em tên Trương Đại Vương, năm nay em 29 tuổi. Tụi em kinh doanh mở cửa hàng thiết bị điện, trang thiết bị điện. Ở đâu? Ở Đồng Xoài, Bình Phước. Đồng Xoài, Bình Phước. À, dạ. Bình Phước. Thế Vương là gặp Định trong trường hợp nào? Dạ, hồi trước thì em vô học ở Sài Gòn, học trên trường sư phạm kỹ thuật á. Em ở trọ đó khoảng được 3 tháng. Xong rồi gặp cô này ở phòng đối diện, ở cùng với chị. Về trước đó thì tại vì là em muốn chị ra trọ thì cũng biết là anh này ở đó lâu rồi. Nên là được khoảng mấy tháng đó thì anh ấy mới viết một cái tin nhắn trên cái điện thoại. Nhưng mà anh không có gửi đi, anh cái đưa cái điện thoại cho một người bạn cùng phòng. Sau đó anh đưa cái người bạn cùng phòng đó đưa cái điện thoại qua trong phòng em, tôi nghe qua cửa sổ. Trên cái điện thoại đó anh ghi là em có rảnh không đi uống cà phê với anh. Sau đó thì em qua em mới hỏi cái anh đó là uống ở đâu, thì anh nói là uống gần đây, thì cũng biết anh trước đó rồi, thành ra là em đồng ý đi uống cà phê. Rồi khi mà gặp nhau thì ấn tượng của hai bạn dành cho nhau như thế nào? Hồi đó là anh đi học là anh cao, nếu mà lỡ mà yêu anh em không dám nữa, tại em lùn anh cao đó. Xong rồi anh ốm nhất rồi hay mặc quần tây áo sơ mi, mà áo sơ mi thì không có bỏ vô quần gì hết đó, để ngoài. Dạ, rồi đi đôi dép thì nó mỏng lét rồi đó, thành ra là em thấy anh ấy ốm này em cũng không có ấn tượng gì về anh hết. Còn Vương thì hồi đó là em thấy cổ thì quá lùn so với mình, nói chung cũng không có xứng lắm. Đi thì người cao người thấp mấy con không khác người ta cười. Rồi xong rồi trong một thời gian rồi em đưa cổ đi dạy thêm, cứ đưa đi đón về rồi uống trà rồi ăn uống rồi gì mình ấy hết, kiểu như là mình em là lúc đó xác định là bắt đầu quen.
bao lâu thì mới yêu nhau? Trong thời gian khoảng 3 tháng sau, dạ, thì anh có nhắn tin tỏ tình với em trên điện qua điện thoại. Anh có nói là em làm bạn anh nha. Thì hồi đó thấy anh cũng thì làm chất phát, nhưng mà thấy anh không có cái phong cách, nó không có style gì hết á. Tại em thích một người bạn trai rồi mà ở thương còn riêng cho anh trẻ trung vậy đó. Mà ra là em không có đồng ý, em từ chối. Bao lâu thì mới là khoảng cứ khoảng 3 năm sau em mới đồng ý. Rồi trong cái thời gian yêu nhau, hai đứa có gì cãi vã nhau rồi có giận hờn chia tay gì không? Nói chung từ tụi em quen nhau tới 5 năm rưỡi rồi tụi em mới cưới. Wow, 5 dạ. năm rưỡi luôn hả? Dạ. Có chia tay mấy lần? Chia tay thì nhiều lắm, nói chuyện lắc nhắc chia tay rất là nhiều. Nhưng thường là bắt nguồn ai, từ đâu? Ai chủ động ai chia là tay? Người chủ động rồi chứ? Hồi đó em thấy anh lớn hơn em 4 tuổi, em cảm tưởng anh rất là lớn, anh hồi đó chính là chín chắn. Thành ra là em tính em con nít á, nhà em cũng hay dễ giận dỗi mấy cái chuyện lắc nhắc á. Thành ra là em là người nói trước, chia tay trước. Nhưng mà em chỉ nói vui coi như là nói 2-3 ngày sau em lại làm lành thì lại thôi. Rồi đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức đến nhau? Lúc đó lần chia tay chính lúc mà anh muốn về quê là 3 năm, rồi đến 2 năm rưỡi sau là tụi em mới chính thức với nhau. Là 3 năm sau lấy. Rồi sau khi lấy nhau về, bây giờ em có tính xấu gì không? Có chứ, vợ em tính con nít lắm, không lo lắng gì hết á. Phải không? Dạ nói chung là cũng có một chút, em nhõng nhẽo với chồng em thôi. Nhưng mà chỉ là lúc ở nhà có hai vợ chồng, tại chồng em lúc nào cũng là người lớn, đại vẻ lớn mà chín chắn lắm á. Với lại chồng em hiền khô à, lúc nào em chọc em ở bên em giỡn thì chồng em thôi em đừng có chọc anh nữa, anh để anh coi phim, để anh đọc sách gì đó. Xong rồi cái em thấy bắt cười, thì em bắt cười vậy. Thường em chọc giờ nào? Cứ dính bên em giờ nào là em chọc em giỡn cái đó. Rồi mỗi lần em chọc em thấy em vui vậy đó. Với lại em đang có em bé á, em muốn giỡn để mình cảm thấy tinh thần nó vui cho bé. À bây giờ là đang có em bé. Dạ. Rồi chúc mừng hai em nha. À, nãy giờ có mệt không cưng? Dạ không. Dạ. Mới tháng đầu dạ chưa cảm thấy. Có hôm qua đi từ Bình Phước lên đây thì hơi mệt, thì em cũng không? Nghỉ. Dạ. Cứ lên vui lên, ở nhà dạ. Nói vui mà sao lên đây em thấy không có vui chứ. Xong rồi nói vậy thôi thì em cảm thấy như vậy chồng em thoải mái nữa, em thích giỡn với chồng em chứ. Còn đi ra ngoài đường thì có người thân hay bạn bè thì em không có nhõng nhẽo, để em sợ người ta sẽ đánh giá. Mỗi lần em nhõng nhẽo không, nhõng nhẽo sao? Không. Đi mua đồ ăn cho em đi, mua chè sữa. Nhiều lúc đi mua xong rồi về nhà không có chịu ăn đâu, cứ bỏ không vậy. Còn nhiều lúc tới ngày lễ rồi á thì cứ hay đòi quà. Cái tính em là đầu là em đi mua không, cứ em mua xong là không có vừa ý à. Tại cái... chị cái hồi mà mới yêu tự nhiên gọi em ra tặng cho em một quà thì không có gói trong hộp gì hết, để trong bọc đi đông vậy á. Mở ra cái chai Rizona đó chạy bá này. Ủa mà chai đó đi làm gì? Còn lúc đó là cô ấy bị viêm cánh. Là cái cảm giác lần đầu tiên là quen nhau là kiểu dại luôn. Dạ anh mũi anh dính hay sao chứ em làm gì có mũi. Không sao đâu. Xong, anh tặng em mà anh nói em là về lột ra liền, không đó hết hạn sử dụng. Em lột ra liền thấy hồi giờ em tức vì mới quen nhau tặng em cái đó. Xong cái em tính là đi mua lại chai và chống khô chân ấy tặng lại cho đỡ ghét. Em nghĩ lại thôi mình lịch sự nên mình không thèm tặng lại nữa. Thì sao em dục chai đó vô sạc rác không dạ. Em tặng không em xài luôn hả? Dạ không luôn. Xài. Thế rồi giờ em còn tính xấu gì nữa không? Cái nhõng nhẽo sao nhỉ? Nhiều lúc em đi khách hàng về trễ á. Vợ em cứ bù vô mà lúc đó em mệt mà người sao? Đúng không? Bù vô sao đâu, bù sao đâu. Bù vô ôm ấp rồi anh bù đi, em bù đi. Em làm thử em bù đi. Dạ. Anh này nhà buồn lắm. Đi không quan tâm với em, không gọi điện thoại cho em gì hết trơn. Dạ. Rồi chồng em làm dạ. Là lúc đó em phát bực luôn mà trong người đã mệt rồi, đi về nó trễ mà không mệt mà người mồ hôi mồ hám ra mình không biết làm gì, muốn xô ra cho xong rồi. Thường em thấy những cái người khác mà ví dụ như là vợ nhõng nhẽo vậy thì chồng rất là nóng nảy, rất là bực và muốn la hết. Xô đi hết. Dạ, còn chồng em rất là hiền đó. Thôi được rồi vợ, để anh nghỉ ngơi trước đi rồi lát nữa vợ chồng khỏe rồi vợ làm gì cũng được, rất là nói hài vậy đó. Có khi nào mà anh về ban đêm không? Dạ có. Nhiều lúc có bao giờ mà mỗi lần anh mệt vậy đó mà nhõng nhẽo và đòi tới không? Không, ban đêm thì em mệt em cũng ngủ rồi thôi, em bỏ ra sáng sau dậy sớm em làm lại. Không phải. Dạ. Nó đòi trời ơi, anh cũng nhây kinh lắm. Ví dụ như là khi em nhõng nhẽo thì nói em là bà lớn rồi, bà già cái đầu sắp phải là mẹ rồi mà nhõng nhẽo. Mà khi đêm về lâu lâu mệt thì em lớn tới thì nói thôi anh mệt lắm, còn khi nào mà lên cơn khều không cho em ngủ cả đêm vậy luôn á. Khều không cho em ngủ cả đêm đó dạ. Anh quá đáng à. Cặp này dễ. Thế rồi bây giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì? Bớt dễ tin người đi, dạ vậy thôi. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Bớt tính con nít lại, vui vẻ hơn để sau này con cái của em là vui hơn, nó sẽ linh hoạt hơn. Rồi hay điện về hỏi thăm bố mẹ chồng rồi cho mối quan hệ con dâu mẹ chồng cũng thân thiện hơn. Anh nghĩ là cái chuyện mà vợ em sẽ bớt tính con nít đi là sắp sửa rồi. Yeah. Tại vì còn mấy tháng nữa thôi là có đứa con nít rồi. Thì là cái nhõng nhẽo đó thì từ từ vợ em cũng sẽ tiết chế, tại vì sau này chắc cũng chả còn thời gian để mà nhõng nhẽo nữa. Tranh thủ bây giờ còn đang son rỗi đó thì vậy đi cho cuộc sống nó hạnh phúc, nó thi vị thôi.
đó. Còn những cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt thì tự tụi em điều tiết được, đúng không? Dạ. Có một cái việc mà chồng em mong muốn em á, thì chị nghĩ em nên lưu tâm là cái vấn đề mà nên hỏi thăm bên cha mẹ chồng để tạo cái mối quan hệ mật thiết giữa bên mẹ chồng với lại mình á. Em nói, em gửi lời với ba mẹ đi. Qua chương trình này thì con cũng muốn gửi lời cảm ơn đến ba mẹ hai bên đã tạo điều kiện để cho con có cái điều kiện làm ăn, cũng như là cho chúng con chút vốn và luôn luôn động viên cái tinh thần để cho tụi con có cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Rồi, dạ. Anh nghĩ là ba mẹ chồng em nghe sẽ thấy rất là mát dạ. Dạ. Xin cảm ơn em. Rồi. Chào cô chú, chào quý vị truyền hình. Cháu tên là Nguyễn Quang Hợp, năm nay 31 tuổi, hiện tại đang ở Đà Nẵng, có công việc chính là kinh doanh. Dạ. Hợp nói lớn lên chút xíu đi Hợp. Dạ, rồi nói lại cái nghe. Nói mở giọng ra đi. Đúng Hợp. Rồi. 2 3. Xin chào cô chú, xin chào quý vị truyền hình. Thì cháu tên là Nguyễn Quang Hợp. Năm nay 31 tuổi, hiện tại đang kinh doanh tự do và đang ở Đà Nẵng. Ồ, Đà Nẵng hả? Mà gốc của Hợp giống như là ở người Bắc ha. Gốc của con là ở Nghệ An. À, cũng có một thời gian làm việc và học tập ở Hà Nội. Cho nên là cũng có một chút pha giọng miền Bắc. Nhưng mà bây giờ vào Đà Nẵng thì có gia đình vào theo không? Dạ không, con vào trong đấy thì một mình thôi. Rồi lập nghiệp rồi cưới vợ. Dạ vâng. Đây chắc vợ người Đà Nẵng hả? Đó. Dạ không, con là người Huế ạ. Rồi mời con giới thiệu. Nói lớn lên nghe. Dạ. Con chào cô chủ Thuận, con chào cô Vân và chào quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Thùy Nhi. Năm nay con 33 tuổi và hiện tại con đang ở Đà Nẵng và cũng là kinh doanh cùng với chồng. Hai vợ chồng cùng kinh doanh luôn. Dạ. Mà có nghĩa sao con lại từ Huế con ra Đà Nẵng làm việc mình ơn hả? Có gia đình không hay là sao? Dạ thì trước đây con học ở Đà Nẵng á. Với lại ở Đà Nẵng thì cũng có chị gái nữa. Nên thành ra là con vào Đà Nẵng làm việc. Dạ. Ở Huế với Đà Nẵng hai người cách nhau cái đèo Hải Vân. Đâu có đâu. Đúng rồi. Bạn này là ở Đà Nẵng, bạn này cũng từ Huế vào Đà Nẵng luôn. Nhưng mà là gốc là nhà ở Huế mà đúng không? Dạ nhà con ở Huế. Con nhà anh là ở Nghệ An. Ở Nghệ An. Nhưng mà hai bạn là đều vào Đà Nẵng. Đều vào Đà Nẵng làm ăn rồi gặp nhau lấy nhau ở Đà Nẵng như luôn. Như vậy là câu chuyện tình của các bạn ấy có thể là gặp nhau ở một một cái nơi làm việc ở Đà Nẵng, đúng không? Thôi bây giờ hai bạn thôi đừng để chú đoán. Dạ. Chú đoán thì là 99% là trật đó. Dạ. Thôi bây giờ là mời hai vợ chồng kể cho chú cũng như là chương trình được biết là cái mối lương duyên của các bạn và lần đầu tiên các bạn gặp nhau và ấn tượng về nhau như thế nào. Cơ duyên gặp gỡ đó, sao gặp được hay vậy? Đúng là hai vợ chồng con thì gặp nhau online chứ không phải gặp nhau trực tiếp. Năm đó thì con cũng trong quá trình là đi tìm sản phẩm để kinh doanh ấy, thì cũng được một người em kết nối với chồng của con. Thì tại thời điểm đó thì chồng của con đang kinh doanh cái sản phẩm bún châm nghi ấy. Dạ thì lúc đó anh đang ở Đài Loan, còn con ở Việt Nam. Ủa con đi Đài Loan làm việc? Dạ con đi làm ở Đài Loan 6 năm. Dạ làm công nhân bên đấy. Là từ năm nào? Dạ con làm từ 2013 cho đến 2019. Dạ. Mà ở bên đó bộ có chùm ngây nhiều lắm hay sao mà con lại kinh doanh về chùm ngây? Dạ không, con thì thứ nhất là con thấy là làm công nhân cũng có một thời gian rảnh. Con muốn tìm cái sản phẩm của Việt Nam đưa sang bên nước bạn thì có thể là... Cây chùm ngây em là chữa được rất nhiều bệnh. Em biết cây chùm ngây không? Cái cây đó mà nấu canh nó ăn giống như là lá ngót nấu canh. Với lại một phần nữa là chữa bệnh nhiều lắm á. Cây chùm ngây chữa bệnh mất ngủ nè, chữa bệnh đau đầu nè. Dạ. Chú được biết rất là nhiều. Dạ. Như thế nào có nghĩa là các bạn là trao đổi với nhau bằng Facebook không đúng không? Dạ đúng rồi, chị gặp nhau bằng Facebook là chính. Thời gian đầu thì bởi vì con lớn hơn anh cho nên thời gian đầu cũng là chị em thôi. Trên phương diện là hỗ trợ công việc cho anh, bởi vì thời gian đó thì anh cũng mới bắt đầu kinh doanh thì cũng chưa có nhiều kinh nghiệm ấy, mà con thì làm kinh doanh trước cho nên là bắt đầu mối quan hệ này thì là quan hệ chị em giúp đỡ nhau trong công việc. Chị em kinh doanh. Dạ. Thì sau một thời gian cũng nói chuyện với nhau qua Facebook vậy đó. Rồi hai đứa nảy sinh tình cảm. Dạ. Nhưng mà đầu tiên á, cô hỏi nè, sao con lại chọn cái đối tác này để phụ con làm kinh doanh lúc đó con đang bên Đài Loan mà đúng không? Thì con cũng không hiểu, nhưng mà khi nói chuyện thì cô ấy, bạn ấy giúp cho con được có một số giải đáp. Thứ nhất là từ kho vận từ Việt Nam sang Đài, rồi con cũng có một số bạn cùng kinh doanh ở Việt Nam thì cũng khó trong vấn đề là vận hành hàng hóa, nên là con tin tưởng.
cả mọi thứ thì trong thời điểm đấy cũng bắt đầu tập kinh doanh, cho nên nhiều cái nhờ bạn hỗ trợ nhiều. Cái khoảng thời gian còn ở Đài Loan á, là con có bạn gái không? Dạ có. Dạ. Nhưng mà sau đó là chắc là chia tay rồi, cho nên là mới coi như là từ lúc mà coi như là làm ăn với cô gái này, đúng dạ, không? Dạ chính xác. Thì lúc đó thì là còn con thì có bạn trai không? À, dạ không, lúc đó thì con là một mẹ đơn thân rồi, con có em bé. Lúc đó con có em bé 5 tuổi rồi. Vậy là lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Dạ khi mà hai đứa quen nhau thì năm đó con 30 tuổi. Rồi. Như vậy là tụi con làm việc với nhau á. Qua mạng là mấy năm? Dạ. Tức là yêu xa, tức là chưa yêu, lúc đó chưa yêu mà. Dạ. Một người Đài Loan, một người Việt Nam thì làm việc qua mạng giúp đỡ nhau như vậy là mấy năm? Dạ không, giúp đỡ nhau thời gian đầu thì còn cỡ tầm 4 tháng. Nhưng mà anh lại tin tưởng anh giao tiền cho con á. Ủa sao, ủa cái điều gì mà con lại con tin nhẹ tin dạ, cái cô gái này vậy hả? Đúng rồi. Mà nhất là lại là lúc đó là con chưa từng gặp mặt ở ngoài đời luôn. Dạ chưa, chỉ gặp chưa từng gặp mặt ngoài đời mà dám coi như là giao tiền cho cô ấy luôn. Dạ. Cái điều gì mà ở cô ấy mà khiến cho con tin tưởng? Con với cô ấy cùng tham gia một group là tâm sự khởi nghiệp do Thái. Thì bạn ấy có viết một cái bài về khi hành trình single mom nuôi con ấy, thì con đọc được cái tâm và cái điều mà bạn ấy từ những cái khó khăn, từ những cái mà cái xã hội rồi rất là khó khăn nhưng bạn ấy vẫn vượt qua, thì con cảm thấy là đây là một người đáng để tin, mình có thể là trao những cái điều ví dụ về tiền bạc này kia đấy. Trao về tiền bạc nè, về tinh thần, về thể xác, về cuộc đời trao hết luôn. Đúng không? Mà khởi điểm là tiền trước rồi xong bắt đầu mới là. Nhưng mà lúc đó chắc chưa nghĩ là trao thể xác đâu. Không. Em ơi tính đã hết thích rồi. Chưa? Tính hết rồi thì mới trao. Không, lúc đó là vẫn còn chị em không. Đúng không? Vâng, vẫn đúng không? Vẫn còn chị em. Nhưng mà con khai thiệt đi, con đừng có dối lòng. Có nghĩa là khi mà con quyết định trao cho cô này giữ, nó gọi là cái bao tử của con á, thì trong lòng con phải có một cái gì rồi thì con mới dám giao hết như vậy, đúng không? Nó cũng có một sự mến mộ và khâm phục. Dạ. Còn một tình yêu thì nó sẽ nảy nở trong quá trình. Vậy thì đến khi nào thì con phát hiện là con thích con? Phát hiện thì trong quá trình làm hình như là con cũng không nhớ rõ. Nhưng vậy thì ai thích ai trước nè? Chắc cả hai. Tức là họ làm ăn với nhau 4 tháng qua online, em hiểu không? Rồi chắc có lẽ là tháng thứ 5 này anh này về. Đó, anh này về Việt Nam này kia nọ các thứ. Đúng không? Tháng thứ 5 về. Dạ không. Đoán không được luôn. Đoán. Dạ phải 2 năm sau cơ. Phải 2 năm rồi mới về gặp nhau cô ạ. Thì có nghĩa là tụi con á, như vậy nhưng mà sau 4 tháng đó thì là anh giao tiền cho con. Rồi sau cái gọi là cái mốc là giao tiền đó thì bao nhiêu lâu á thì là tụi con thích nhau qua online? Đến tháng thứ 5 nói với cô. Tháng thứ 5. Tháng thứ 5 là nhưng mà ai là người nói trước? Đã nói là phải hai. Có một người nói trước chứ. Thí dụ như là chị thích em hay là em thích chị? À, chị thích em trước. Đó, thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Bây giờ nè, cái điều gì? Điều gì lần mà chị lại thích đứa em Đài Loan này? À, thật ra thì bởi vì anh có bật đèn xanh cho con thì con mới thể hiện cái điều đó ra. Cô tin. Dạ. Không có một cái người đàn ông mà gọi là tự dưng mà tự ấy mà mình gửi đi gửi tiền kêu mình giữ cái bao tử, cái hầu bao của mình. Cái động tác đó chỉ là của người chồng với người vợ mà thôi. Đúng không? Do bây giờ em thương chị thiệt là thương. Em coi chị giống như chị ruột của em. Em cũng đâu nhờ chị giữ tiền giùm em đúng đâu rồi. Chỉ có vợ em mới giữ tiền được của em thôi. Đúng không? Đó đúng cho rồi. Nên rằng cái chuyện là chỉ là có manh nha. Manh nha rồi. Manh nha. Cho đó. Nên là mới giao tháng thứ 4, tháng thứ 5 là bộc lộ tình yêu luôn rồi. À cô này đó. Rồi giờ sao nè, cái lúc mà bộc lộ yêu xa 2 năm không, yêu xa 2 năm em, ghê không, chưa? Em rất muốn biết cái chỗ mà cái điểm mà coi như là đó tỏ tình đó. Nghĩa dạ. mà coi như là gợi ý để gọi là chúng ta phải tìm hiểu nhau rồi đổi cách xưng hô sao đó. À đó. Dạ à, lúc đó thì tại tại chồng của con thì lúc mà bắt đầu hai đứa thể hiện tình cảm với nhau á, thì kiểu chồng của con nài á. Con nghĩ nếu như mà đều bắt đầu một quan hệ yêu nhau thì không thể cứ chị em hoài mãi được. Thế là để cho anh mà chờ cho anh đổi thì nó em thì có nghĩa rất là lâu. Thôi con là người chủ động đổi luôn. Tháng thứ 5 con đổi luôn đó phải không? Dạ. Anh hả? Kêu bằng anh luôn đúng không? Dạ.
Rồi xong rồi tụi con có thông báo cho gia đình biết là tụi con yêu nhau không? Ừ. Cũng dạ. Khá rất là lâu, gần khi về nước thì con mới mới để lộ ra cái thông tin là mình có người yêu. Là bằng cách nào? Là đổi avatar hay là Một bài viết. Một bài viết trên Facebook, dạ. Đúng không? Dạ. Rồi con có động thái nào giống như Hợp không? Đây gọi là công khai cái mối quan hệ với Hợp á. Dạ, bởi vì lúc đó thì bên nhà anh chưa đồng ý á. Ừ. Thành ra là cả hai đứa cùng thỏa thuận với nhau là không công khai, trừ khi anh công khai thì nhưng mà bên nhà của con thì vẫn biết. Ừ. Chỉ là không công khai. Có nghĩa là hôm mà anh công khai trên mạng xã hội là con cũng công khai luôn. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi lúc đó thì là gia đình còn phản đối không? Có phản đối của. Ừ. Vì con cũng chia sẻ gia đình nhà con thứ nhất là miền Trung. Thứ hai nữa thì bố con là tộc trưởng. Thì cái định kiến xã hội rồi cũng có rất là nhiều cái, và cái sự kỳ vọng của bố mẹ dành cho mình khá nhiều. Cho nên là cũng chưa được bố mẹ đồng ý. Trong gia đình chỉ có chị gái thôi là đồng hành với hai vợ chồng. Còn lại thì không có ai hiểu, vẫn chưa hiểu được vợ chồng con. Cho nên nhưng mà cha mẹ có những cái phản ứng nào? Có phản ứng khá gay gắt. Cụ thể là như thế nào? Mẹ con. Khi mà con về nước được mấy tháng thì con có vào Đà Nẵng gặp bạn này, thì hai vợ chồng có được ở trong này con được 2 tháng, mẹ có điện là một là con chọn người yêu, hai là chọn mẹ. Thì thời điểm đấy con khóc rất nhiều. Con rất là lo lắng. Và nói chung là mình chưa hiểu, một bên nữa tình yêu thì con không biết là con sẽ phải làm gì. Nhưng cái cuối cùng là cái tình yêu chân thành của hai vợ chồng cũng đã xóa đi khoảng cách giữa mẹ con và vợ con. Thì con thấy là cứ kiên trì. Bởi vì bên đợt đó bên chị làm cái vở bên Hiếu bên Tình á. Nó quá là đương thời luôn á, thực tế luôn á, bên dằn, Hiếu bên dằn, Tình. Yeah. Rất là dằn khó. Xé rồi đúng không? Nhưng mà luôn luôn sẽ là một cái kết viên mãn nếu như là mình đã chọn lựa hạnh phúc cho mình và mình chọn yêu thương cho mình. À. Đúng không? Yeah. Đó. Thành ra bây giờ cô hỏi nè, có nghĩa là 2 năm tụi con yêu xa. Dạ. Rồi đến năm thứ 2 con về. Đó thì là mẹ đưa ra cái thông điệp đó đúng không? Dạ. Vậy thì sau đó bao lâu thì tụi con mới có thể làm được cái việc là đến với nhau, đám cưới với nhau? Con xin chia sẻ với cô chú thì bọn con vẫn chưa cưới. Vì do lý dịch 2 năm. Thứ hai nữa là để mà có cái mốc thời gian để mà để vợ chồng con đi với nhau, đó là bọn con tham gia chương trình Cưới đi chờ chi. Dạ. Bọn con tham gia xong đấy thì bạn bè người thân cũng biết qua câu chuyện này, thì sau một khoảng thời gian như thế thì bố mẹ cũng hiểu dần đấy. Đó là một cái mốc mà bọn con cũng gọi là lộ diện hoàn toàn rồi đấy. Trước là chỉ có gia đình thôi, nhưng sau này là tất cả mọi người đều biết. Cái lúc đó là bố mẹ con vẫn chưa đồng ý đúng không? Dạ chưa. Con cũng muốn mượn thông qua chương trình đó mà như là mình gửi gắm, cũng như là muốn để cho bố mẹ hiểu thêm về cái chuyện tình cảm của hai chồng. Có nghĩa là cái MCV là quá nhiều những chương trình mà mang rất nhiều lợi ích cho các cặp mà lứa đôi mà có những điều khó nói. Giờ Cứ đi chờ chi là đã đại đa số mọi người biết hết rồi. Rồi bữa nay là vợ chồng son xong là cả nước cả thế giới biết luôn. Bởi vì em mới thắc mắc em hỏi á, thế tại sao đã lên Cứ đi chờ chi rồi hôm nay lại lên chương trình vợ chồng son? Có một điều, thứ nhất là bản thân con cũng muốn một món quà dành cho vợ con. Nhưng thứ nhất là tình yêu thương mình đàn ông mình thích thể hiện. Thứ hai nữa là bản con muốn nói với bố mẹ rằng sự lựa chọn, sự đồng ý của bố mẹ thì đến nay gia đình con đã rất là hạnh phúc. Thì mong bố mẹ luôn luôn giữ gìn sức khỏe và chúc cho con cái là làm ăn tốt hơn và hạnh phúc hơn. Hay quá. Và bây giờ tụi con có thêm em bé nào chưa? Dạ có rồi. Có em nhà, là ai nhà con là có em bé cũng được mới 17 tháng. Trai hay gái? Dạ gái. Ở bé đầu thì là trai hay gái? Dạ bé đầu là con gái luôn. Là hai đứa gái. Dạ. Thôi chút nữa chắc chú phải ngứa mồm ngứa mỏ. Chú chúc cho năm sau, năm sau. Năm sau đi ha. Năm sau có đứa trai. Được rồi, để cái cuối chương trình hả chú nha. Dạ. Dạ. Rồi. Vậy thì là khi mà con về con về đây là vì chắc có lẽ là vì cô gái này đúng không? Dạ đúng rồi. Và con quyết định về luôn chứ không quay lại Đài Loan. Thời điểm mà con quyết định về thì nó cũng có một số cái là công việc của con bên đấy cũng khá ổn định. Thu nhập cũng khá tốt. Và công ty có, nếu như con quay lại làm thì có thể lên chức.
Nhưng mà con quyết định rằng là mọi sự thì tin vào cô gái và tin tình yêu của mình, nên là con quyết định về. Trời ơi. Thế bây giờ thì công việc tụi con ổn định hơn cái hồi con ở Đài Loan rồi đúng không? Dạ đúng, hơn rất là nhiều. Hơn, tại vì là cả hai vợ chồng cùng chung lưng đấu gần với nhau thì trời, lúc ở xa nhau mà còn thành công vậy, huống chi bây giờ là ở chung một nhà rồi chung lưng đấu cực thì thành công tới mức nào nữa đúng không? Dạ. Vậy thì sau đây có tính là tổ chức một cái đám cưới hoành tráng lệ để mà coi như là có hai đứa nhỏ nó dự đám cưới của ba mẹ luôn không? Dạ có. Chắc chắn có đúng không? Dạ. Rồi, nhớ mời tôi với chị Hồng Vân ra Đà Nẵng nha. Dạ. À bây giờ vẫn ở Đà Nẵng luôn. Dạ. Dạ. Rồi mình mới bay vô đây hả? Dạ. Nào, con? Dạ đúng rồi. Bay vào ngày hôm qua, tối qua. Ừ. Ồ, vậy là tối qua Đà Nẵng lạnh chưa? Dạ, mưa lạnh. Mưa lạnh đúng không? Dạ. Cái, vậy thì cái thời gian đầu mà các bạn bắt đầu gặp nhau rồi quyết định là tìm hiểu nhau và sống lại với nhau thì có sống chung với nhau không? Dạ, khi mà bọn con xác định là tới với nhau rồi á thì thuê nhà để ở cùng với nhau luôn. Ừ. Thì đến khi sau khi mà được bố mẹ đồng ý xong thì hai vợ chồng con cũng đăng ký kết hôn rồi. Ừ. Và cũng ít nhất là 2-3 lần để mà lên kế hoạch tổ chức đám cưới thì là nó cứ không trúng bão thì nó lại trúng dịch, thế là cái dơi tệ. Vậy cái thời gian đầu mà sống chung với nhau là con cũng mới về nước nữa. Dạ. Và con thì công việc đang trong cái giai đoạn cũng bấp bênh. Dạ. Vậy thì cái thời điểm nào mà hai vợ chồng khó khăn nhất? Nó khó khăn nhất. Cái thời điểm mà hai vợ chồng con khó khăn nhất đó là thời điểm mà con sinh vợ con sinh bé thứ hai đấy. Thì trước ngày sinh 2 ngày thì con có nói chung là cũng tin bạn bè và bị mất một số tài sản. Trời. Dạ, nói chúng là ngay mùa dịch ha. Dạ, ngay mùa dịch luôn đấy. Ngay mùa dịch, ngay mùa vợ sinh thì lại bị lừa hết tài sản. Trời, xui dữ vậy. Trời ơi. Nhưng mà cái lúc đó là chắc là cha mẹ cũng vẫn chưa có chấp nhận nữa đúng không? Dạ, lúc đó rồi chứ. Dạ rồi. Rồi đúng không? Dạ, rồi thì mới là rồi quyết định dọn về sống chung rồi với nhau. Rồi bao nhiêu tiền của mình làm bên Đài Loan bao nhiêu năm dành dụm là nó lừa hết luôn. Nói chung đối với vợ chồng con đó là một tài sản rất là lớn. Và lúc dịch thì sinh được hai vợ chồng đi thôi. Cũng có nhiều khó khăn và một cái mà con nhớ mãi đó là lúc vợ con sinh thì bé bị thắt cái cuống rốn. Chỉ chậm mất khoảng tầm 3 giây nữa là có khả năng là ảnh hưởng đến là tính mạng. Trời ơi. Cho nên là một cái điểm nhấn, một cái điểm mà con không bao giờ quên. Và con biết ơn vợ con rất là nhiều đã cho con có một nàng công chúa rất là tuyệt vời. Trời ơi. 3 giây thôi hả? Dạ. Tức là lúc, sao con kể cụ thể? Lúc đấy là bé tim đã bắt đầu ngừng đập và không thấy tim thai nữa. Dạ. Thì bác sĩ phải đưa ra quyết định là cho thuốc vào để sinh nhanh hơn. Ra. Dạ. Cho nên là khi đấy là mặt tím tái hết rồi. Ừ. Nói chung bác sĩ là tầm 3-5 giây nữa là có ảnh hưởng đến tính mạng. Là nó bị cuốn cái cuốn rúng. Dạ, thắt dạ, cổ. Lúc thắt mà, cổ đó. Dạ, thắt lúc, do đấy. Lúc tràng hoa cuốn cổ thì bác sĩ bảo là trường hợp khá là đặc biệt bởi vì trong 1.000 ca mà có 1 ca. Bởi vì lúc mà siêu âm thì máy không thấy, mà trong quá trình con sinh bé ra ngoài á thì nó bị thắt cái dây rốn đó cho nên nó bé không thở được ấy. Ừ. Cái đó là ta chú không biết. Cái đó là sinh mổ hay là sinh thường? Dạ, sinh thường. Con sinh thường đó cho nên mới phải chích thuốc vô để cho em bé ra nhanh á. À, là lý do là mình siêu âm không thấy. Dạ, dạ. Cho nên mới sinh thường. Chứ dạ, nếu mà thấy thì chắc chắn phải là sinh mổ dạ, rồi. Dạ, đúng, dạ, rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Đúng rồi. Trời. Thôi cũng may mắn đúng không? Dạ. Thôi vậy tốt rồi. Dạ. Có nghĩa là vợ chồng sống với nhau được mấy năm rồi? Dạ ba. Dạ ba năm. Được 3 năm rồi. 3 năm hai đứa. Ừ, rồi trong cuộc sống thì lúc mà sau khi lấy nhau rồi đó thì có những cái gì mà gọi là đối phương chưa có hài lòng thực sự về nhau không? Ví dụ như những cái tật xấu mà hồi lúc mà khi mình chưa ở với nhau á thì mình chưa biết á, xong tự nhiên về ở với nhau rồi mới thấy trời ơi ổng gia trưởng quá nè, hay là ổng kiểu như là bê bối quá, quần áo không chịu giặt phụ mình hay là không chịu làm việc nhà phụ mình, có không? Cho vợ thì xấu xí. Phần này là các cô vợ cô nào cũng hào hứng hết á. Vợ chồng con thì được cái là hai người khá là hiểu nhau và tư duy khá là mở, cho nên cái kiểu là lúc nào cũng chia sẻ cho nhau hết. Và điểm là tức là trước khi mà là còn là thanh niên á, thì rất là sạch sẽ, rất là chú toàn mọi thứ. Nhưng mà khi có vợ về thì hơi bầy huề một tí. Có thể là đôi khi anh
tức là lấy đồ đạc hay là chỉ cần uống cái cốc nước là cứ tiền đâu là để đó thôi chứ không để lại vị trí cũ ấy cô. Bừa bộn dạ, đó. Bừa bộn. Đó. Dạ. Đó là do ý y vô vợ đó em. Thường là như vậy, tâm lý mấy ông chồng á, dạ, biết vợ mình gọn gàng á là lúc nào cũng ý y thôi kệ, thế nào bà cũng dẹp đi. Tâm lý chung á em. Hồi đó em có đó chị. Đó. Mà em bị cằn nhằn quá cái giờ hết luôn rồi chị. Tại sợ á. Tại sợ á, có nghĩa là bà cũng dẹp mà đi kèm với cái sự dọn càng dẹp đó. Ràm nó là là thôi, thà để tôi làm chứ giờ không dám để nữa. Dạ. Đó. Rồi, còn gì nữa nè? Ờ, dạ với lại là kiểu anh kiểu là hay anh có một cái tật xấu đó là hay suy nghĩ quá ấy. Ừ. Cả nghĩ đúng không? Dạ. Cả nghĩ. Nghĩ ví dụ nhiều. Như những cái điều gì mà con cảm thấy là cái đó là không tốt cho đối phương của mình. Cái cả nghĩ đó nó mệt lắm á. Cả nghĩ rồi đi đến suy diễn. Dạ, thường là như vậy. Có một cái chuyện gì ví dụ trong công việc kinh doanh hay là gia đình cũng vậy á. Tức là anh mà tiếp nhận thông tin mà nó không được như ý lắm thì anh cứ hay bị mất ngủ á, rồi cứ suy nghĩ, cứ để trong đầu suy nghĩ một mình vậy á. Thì con cảm thấy không vui về cái đó. Bởi vì là đôi khi có những cái chuyện mà mình cứ giải bày ra mình nói đi. Nó sẽ dễ chịu hơn là mình cứ giữ trong lòng một mình á cô. Thật ra nếu mà cứ như vậy hoài á, nó rất là dễ bị ảnh hưởng tới sức khỏe đó chị. Ví dụ như thức khuya á, thức khuya mà cứ suy nghĩ hoài, mình không ngủ đủ giấc. Nó rồi lại cứ suy nghĩ trăn trở hoài, nó rất là dễ bị dẫn đến stress. Dạ. Mà tính chồng con là hay lo, kiểu hay lo rồi lo cho người này, lo cho người kia, rồi giúp cho người này rồi giúp cho người kia, đâm ra cứ ôm việc vào người á cô. Rồi có uống rượu uống bia gì không? Dạ chồng con thì không, tức là rượu bia chỉ là xã giao những cái lúc mà cần gặp bạn bè hay là đối tác thôi chứ còn lại bình thường. Thì cái đó là em chung... là con chấp nhận đúng không? Dạ. Quan hệ xã hội. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Dạ. Hay là hết rồi? Dạ hết rồi. Vậy thì giờ mong muốn hợp thay đổi điều gì? Con mong muốn chồng con thay đổi đó là quan tâm tới sức khỏe bản thân một chút. Bởi vì anh luôn kiểu là anh luôn nói với con rằng là kiểu để cho vợ con khỏe là được rồi, con ăn sao cũng được ấy. Nhưng mà con quan điểm luôn, đó là sai lầm. Dạ con luôn nói với anh là nếu như mà anh muốn lo cho vợ cho con của mình, muốn lo cho những người thân của mình thì bản thân anh phải là người khỏe đầu tiên. Đúng và rồi. Phải biết chăm sóc bản thân đầu tiên đã, rồi hãy đi quan tâm tới những người khác. Mà con nói nhiều cả đây lắm rồi đó. Thương vợ thương con á, cũng như bất cần thân thể đó. Dạ. Đó chỉ kiểu gì kiểu lo cho vợ con trước rồi tới mình sau. Nhưng mà thân thể mình phải khỏe mạnh thì mình mới lo được cho vợ cho con. Nhưng mà đâu có biết được là ví dụ như mình đang là cây tùng cây bách ở trong nhà, chỗ dựa vừa tinh thần vừa vật chất cho cả gia đình á, mà mình có chuyện gì á thì coi như giống như bị hỏng cẳng á. Đúng không? Cho nên mình phải lo cho bản thân mình trước. Rồi bây giờ tới hợp đó. Đến lượt anh. Hai vợ chồng con thì mọi thứ nó cũng khá là tốt, khá hợp nhau trong cuộc sống mọi thứ. Thì con chỉ thấy một số điểm mà vợ con xấu. Thứ nhất là về việc từ thời điểm mà con về nước ấy, thì bộ bạn này mọi thứ đều lo cho con hết, từ cái việc mà quần áo rồi mọi thứ đều muốn sắm cho con, bản thân bạn không sắm cho mình. Thì gần như là thời điểm đấy là con thay hết toàn bộ quần áo cho bạn ấy, và nó giống ăn liền vào trong máu ấy. Đến thời điểm bây giờ quần áo cũng rất là ít khi sắm cho mình. Làm đẹp thế, con bây giờ tất nhiên là mình cũng kiếm được, cũng có thu nhập, thì con cũng bảo là bây giờ mình ở cái tâm thế khác, mình yêu thương bản thân mình hơn, làm đẹp mình hơn. Nhưng bạn ấy cũng gọi là chưa thực sự là mình thay đổi về vấn đề đấy. Còn cái mà con chưa thấy bạn ấy thay đổi một chút đó là sự kiên trì. Làm một công việc thì khi mà năng lượng thì làm rất là dạt dào, rất là máu chiến, nhưng mà khi mà làm trong thời gian nhạt chóng chán, có nghĩa là dễ chán, dạ, dễ bỏ cuộc. Dạ. Có dễ bỏ cuộc không? Cũng có. Dạ. Thường thì những người là mau chán thì rất là dễ bỏ cuộc. Dạ. Không có kiên trì. Dạ. Dạ. Đó là hai cái điều mà con chưa được thấy là vợ con chưa thay đổi nhiều. Đã bao giờ mà cái chuyện đó mà nó xảy ra một cái việc này đó nó thất bại mà của vợ con không? Hầu như mọi thứ con là đứng trước, cho nên bạn ấy có sai hay là có không kiên trì thì con cũng là người phía trước rồi. Cho nên là ít khi gặp vấn đề thất bại. Dạ. Còn gì nữa nè? Có nóng tính không? Còn nóng tính.
Nhà còn nóng. Đâu, kể cho nghe coi. Cái sự nóng tính của cô ấy như thế nào? Chồng mà sai là quạt thẳng mặt. Nói chung là cũng hay càm ràm. Nhưng mà càm ràm nó đúng. Con không cãi được. Tại vì đó, như là em nói đó, nó bừa bộn đó thì cô ấy mới càm ràm. Dạ, càm ràm đúng, cho nên là mình cũng nhịn. Nhưng mà... người ta có kinh nghiệm sống trước mình 2 năm mà. Cho nên mình phải nghe thôi. Dạ. Thế thì giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con chỉ mong muốn là vợ con thay đổi bản thân về bên ngoài xí đẹp hơn nữa. Vì con nghĩ là vợ con có thể đẹp hơn như thế bây giờ. Đấy. Và... đẹp như hôm nay nè, có nghĩa là ý chồng con muốn vậy đó. Dạ, tại có dáng đẹp nè, mà gọi là người ha, xinh xắn, mà cái giọng nói của con rất là đáng yêu. Cô nghĩ là chắc là qua cái thời gian online chồng con cũng nghiện cái giọng nói của con á, bị ghiền á, đúng không? Đúng, à. Mình nghĩ là sau chương trình này về cô ấy sẽ thay đổi, yên tâm đi. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó, thì cô thấy nè, con á, con phải lo cho sức khỏe bản thân, vợ con nói thế là đúng, hoàn toàn chính xác luôn. Con phải có sức khỏe, đó là điều tiên quyết luôn. Con còn nhỏ quá mà, hai đứa nào cũng còn nhỏ, đúng không? Dạ. Rồi, còn về phần con á, chồng con mong muốn con phải là đẹp nhất có thể. Tại vì ổng thấy cái tiềm năng ở trong con còn xinh còn đẹp lắm. Mà tự nhiên con làm thui chột đi cái đó thì phí hoài. Cô thấy điều đó cũng hết sức là chính xác luôn. Đó, cho nên rằng hai đứa cứ nương nhau mà sống thôi. Chứ cô thấy là hai đứa đủ để mà biết được là mình phải làm gì để cái gia đình nhỏ của mình hạnh phúc. Vượt qua bao nhiêu những cái khó khăn cản trở rồi. Tìm được nhau rồi thì phải giữ lấy nhau. Đúng không? Giống như thông điệp của chương trình nè, đã chọn yêu thương thì phải được hạnh phúc. Đúng không? Hạnh phúc là lựa chọn. Hạnh phúc là lựa chọn. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần sau.